Tử vi thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề tuổi Dần, quý nhân soi đường, tuổi Ngọ, một ngày làm ăn khấm khá. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý nên tránh xa các cuộc cãi vã. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày hôm nay thứ hai 18 tháng 10 năm 2021 đường tài lộc của tuổi Tý tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì làm ăn sẽ có thu được thu nhập khả quan hơn. Vì vậy, tuổi Tý cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt. Thứ hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của người tuổi Tý. Mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành. Con giáp này có thời gian vui vẻ tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Tý có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên con đường đã chọn. Con số may mắn số 35, số 41, số 7. Tuổi Sửu, sự nghiệp, tài lộc, hanh thông. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 là ngày mà tuổi Sửu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Sửu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Sửu cũng có những bước tiến triển khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có các thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn toàn tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất. Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, nhưng chuyện tình cảm của tuổi Sửu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau hơn nhiều nữa. Con số may mắn số 95, số 75, số 27. Tuổi Dần, quý nhân soi đường. Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021, tuổi Dần được quý nhân soi đường. Vận trình công danh, thăng tiến không ngừng, bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường. Bản thân luôn mong muốn có đủ sức để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Dần không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất cuộc sống. Đường tài lộc của tuổi Dần có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mình yêu thích. Con số may mắn số 1, số 4, số 12. Tuổi Mão có điềm báo xảy ra mâu thuẫn. Xem xét vận trình tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày thứ hai 18 tháng 10 năm 2021 này, tuổi Mão có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo,
chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao, bên cạnh tuổi Mão vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể chia sẻ những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải. Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ vì những đòi hỏi mọi thứ theo ý mình. Tinh thần con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh. Tuổi Mão hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại, áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra, ngày hôm nay tuổi Mão rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể. Con số may mắn số 14, số 13, số 28. Tuổi Thìn không nên nghiêm khắc gượng ép. Tuổi Thìn ngày 18 tháng 10 năm 2021 không nên nghiêm khắc gượng ép bản thân quá nhiều. Bạn đang tự giới hạn bản thân vào một khuôn khổ nhất định. Chính vì thế, những rào cản mà bạn tự tạo ra không làm bạn có thể phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Hãy bắt đầu lên kế hoạch từ việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong ngày. Tuổi Thìn nên tận dụng những khoảnh khắc mà nó truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình. Đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những dấu hiệu nóng lên trong người, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy, hãy uống thật nhiều nước artichoke để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn. Con số may mắn số 34, số 57, số 71. Tuổi Tỵ thuận lợi trong việc kinh doanh. Tuổi Tỵ là người giỏi ngoại giao và tối nay thì sẽ không thể từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội giúp bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn. Đây là thời điểm tốt để tuổi Tỵ nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả. Một khi công việc của tuổi Tỵ ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nếu thấy sức khỏe không tốt, tuổi Tỵ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây. Hãy chăm sóc, luyện tập, thể thao và duy trì giấc ngủ đủ. Con số may mắn số 39, số 57, số 84. Tuổi Ngọ, một ngày làm ăn khấm khá. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021, tuổi Ngọ được thần tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt. Bạn sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến những việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Nhờ vậy mà bạn có được nhân duyên khá tốt. Thứ hai này là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Ngọ về phương diện tình cảm. Bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày của tuổi Ngọ nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hơn một mình. Con số may mắn số 12, số 60, số 42. Tuổi Mùi cẩn thận hao tài. Vận khí ngày hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Mùi, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.
Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Mùi, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp và cấp trên. Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Mùi về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh xa các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo hoặc tìm cách kiếm lời khuyên của những người có kinh nghiệm. Nhờ thế bạn có thể đưa ra được những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này. Con số may mắn số 42, số 30, số 60. Tuổi Thân, vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt. Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Thân trong ngày thứ hai, 18 tháng 10 năm 2021. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền bạc khó tụ, dễ tán, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ hai này, cho nên tuổi Thân dễ vướng phải những thị phi, tranh lợi, đoạt tài, trốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé. Vận khí không tốt nên tuổi Thân cần quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện điều bất thường, hãy nhanh chóng đi khám để chữa trị kịp thời nhé. Con số may mắn số 18, số 72, số 24. Tuổi Dậu, cục diện tương hại, vận trình giảm sút. Tử vi hàng ngày cho thấy ngày hôm nay thứ hai, 18 tháng 10 năm 2021, tuổi Dậu gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày hôm nay giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn trực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín của tuổi Dậu. Những kế hoạch của tuổi Dậu đang diễn ra khá trôi chảy, nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi. Bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, tuổi Dậu sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế. Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được, còn suy nghĩ rằng bạn không thật sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này. Con số may mắn số 14, số 53, số 70. Tuổi Tuất, vận trình không khả quan. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, vận trình của tuổi Tuất không khả quan. Bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót không đáng có. Tuổi Tuất sẽ có phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng chốc tan thành mây khói. Trong chuyện tình cảm, hôm nay tuổi Tuất có thể cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng như mình nghĩ nữa. Về sức khỏe, tuổi Tuất cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày, bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa. Con số may mắn số 39, số 96, số 84. Tuổi Hợi, đón nhận vận may tiền bạc.
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay, vào ngày thứ hai 18 tháng 10 năm 2021 này, tuổi Hợi đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng. Nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Hợi được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng. Vận trình tình cảm của tuổi Hợi hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì đây là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì làm sao giận dỗi mãi. Vì vậy, đừng để những điều không đáng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Con số may mắn số 81, số 45, số 60. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào.